Chào các bạn, hôm nay mình quay cho các bạn xem một chậu lan mình mới ghép hôm qua nha. Đây là chậu lan Mokara 25 cành, mình ghép với thân vú sữa. Mà mình thích lan quá nên mình ghép, mình mua về mình ghép. Mokara này được lai tạo từ ba dòng là Vanda, Axoentrum và Arenis. Này, cái giống này từ của Singapore họ ghép. Ừ, hai cây bắt tài nó chưa lên. Họ lai tạo và ngày nay thì nó được trồng được từ rất nhiều quốc gia ở Đông Nam Á mình, ngay cả Hawaii, Philippines, Việt Nam. Cái này trồng khá là dễ trồng. Mình trồng nó là thân đứng, một thân. Người ta hay có cái ống nhựa để đỡ cái thân lan nó mọc lên cao, nó lên khoảng là 6-70 cm. Thì nó sẽ cho hoa, và hoa nó sẽ nhiều màu, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu đỏ nè, đây màu đỏ, rồi đây màu vàng, nó thừa hưởng từ cái dòng Vanda nên là nó rất là nhiều màu, đây lại màu đỏ lại, và đây là màu vàng, nó có chấm 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 trong này. Đây, ở dưới đây cái lá của nó là tương tự như là Vanda nhưng mà lá nhỏ hơn, lá xè và hai bên đều từ dưới lên, và hoa thì nó cũng ở trong nách lá nó vươn ra, rễ cũng vươn từ nách lá rễ ra, rễ đâm đi xuống. Và cái cây lan Mokara này rất là thích vỏ đậu nha các bạn, là thường người ta bỏ vỏ đậu ở dưới chân nè. Rồi, cái chậu này là mình lấy một cái chậu xi măng, mình đổ xi măng xung quanh và cái thân vú sữa ở giữa mình ghép lại, tổng cộng là 25 cành. Ở trên đỉnh thì cái bông nó tập trung nhiều hơn nên rất là nhiều bông đây. Còn nếu mà muốn bông ở dưới thì mình cắt bớt để hạ xuống. Để mình đi vòng lại một xíu nữa. Ngành này là nó mới ra hoa, búp nó còn nhỏ nên là nó sẽ rất là nhiều đợt hoa. Cái thì hoa lớn nở sẵn. Đây là một cành hoa tím đẹp tươi. Đây hoa đỏ. Rồi đi xa xíu để nhìn tổng quan tổng thể cái cây ha. Chậu này mình để chiều cao của nó khoảng 1m6, rất đẹp. Rồi mình kết thúc clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem, và hẹn gặp lại các bạn trong video clip mới. 5 triệu vui lắm. Xin chào các bạn nha.